Chủ tịch Liên đoàn cầu thủ Pháp, UNFP, ông Philippe Pius chỉ trích hành động của câu lạc bộ PSG là bất hợp pháp và nằm ngoài giới hạn của luật pháp khi đặt Mbappé ngoài đội bóng dù anh còn hợp đồng. Mbappé đã bị PSG loại khỏi danh sách trong chuyến du đấu tại Nhật Bản trước mùa giải mới năm 2023 đến năm 2024. Ngôi sao 24 tuổi của đội tuyển Pháp đang tập luyện riêng cùng các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng thành Paris. Số cầu thủ này có các cầu thủ Jorginho Wijnaldum, Leandro Paredes, Mauro Icardi, vừa hoàn tất chuyển sang câu lạc bộ Galatasaray ở Thổ Nhĩ Kỳ, đang chờ chuyển nhượng hoặc cho câu lạc bộ khác mượn. Mbappé từ vị thế ngôi sao số 1, nhưng vì không đồng ý gia hạn hợp đồng nên nằm trong diện chờ bán sang đội bóng khác. Việc PSG đặt Mbappé, cầu thủ quan trọng nhất của bóng đá Pháp, vào một nhóm cầu thủ tách biệt là một hành động phân biệt đối xử. Mbappé đang còn hợp đồng với câu lạc bộ và anh ấy chỉ muốn tập luyện cùng cả đội để thi đấu, ông Philippe Pius nói với tờ Le Parisien. Tuy nhiên, PSG cũng có lý do chính đáng về trường hợp của Mbappé, khi cho rằng chỉ cho cầu thủ này thi đấu nếu đồng ý gia hạn. Nếu không và không muốn ra đi, họ sẽ để anh ngồi trên khán đài suốt mùa giải đến khi hết hợp đồng. Nếu không được thi đấu, Mbappé sẽ đứng trước tình thế khó vì năm 2024 còn hai mục tiêu lớn là dự Olympic Paris và vòng chung kết Euro. Chính các lý do này khiến giới chức bóng đá Pháp sốt ruột vì câu lạc bộ PSG vẫn cương quyết xử lý tình hình liên quan đến hợp đồng của Mbappé. Theo tờ AS, trong cuộc đối đầu giữa PSG và Mbappé, nếu hai bên không tìm được giải pháp, sẽ không bên nào giành được chiến thắng. Chúng tôi đang chờ đến ngày 1 tháng 9 xem tình thế ra sao. Thật khó để đứng về phía nào trong hoàn cảnh này. Nhưng nếu tình trạng như hiện nay kéo dài, chúng tôi có thể nói đây là một sự phân biệt đối xử. Chúng tôi sẽ đứng về phía cầu thủ. Mbappé là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy, ông Philippe Pius cho biết thêm khi trả lời phỏng vấn tờ Le Parisien. Tờ AS cho PSG đang đặt Mbappé vào cuộc chiến cân não, bắt buộc cầu thủ này phải đồng ý gia hạn trước ngày 31 tháng 7. Nếu không, ngôi sao số 1 đội tuyển Pháp sẽ được giao bán với mức phí từ 160 đến 180 triệu euro từ ngày 1 tháng 8. Đội bóng thành Paris không muốn tình thế nhùng nhằng vì họ sẽ trả một nửa trong mức phí trung thành cho cầu thủ này sau ngày 31 tháng 7 và toàn bộ sau ngày 1 tháng 9 khi kỳ chuyển nhượng kết thúc, được cho tổng cộng khoảng 70 đến 80 triệu euro. Câu lạc bộ Real Madrid, điểm đến hứa hẹn của Mbappé, hiện quan sát mọi diễn biến và chờ đợi quyết định từ PSG đặt giá bán Mbappé từ ngày 1 tháng 8. Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez cũng vừa lên tiếng xung quanh tin đồn về Mbappé, đừng lo lắng. Tôi hiện rất bình tĩnh. Theo tờ Relevo, Real Madrid đang có tài sản ròng trị giá đến 558 triệu euro. Đối với ông Florentino Perez, khả năng thanh toán tài chính cho các phi vụ chuyển nhượng luôn được đặt lên hàng đầu. Đó là lý do tại sao Real Madrid có thể ký hợp đồng với Bellingham và cả Mbappé trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.